Xin kính chào và mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Long An. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh thì trên địa bàn toàn tỉnh Long An được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ cao nhất trên địa bàn tỉnh Long An là từ 32 cho đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 cho đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90% và có gió tây bắc đến tây nam cấp 2 cấp 3. Còn về tình hình thủy văn thì mực nước khu vực phía bắc ít biến đổi, dự báo ngày mai 10 tháng 10 mực nước ở các trạm chính như sau. Ở trạm Mộc Hóa là 1,36 m, ở trạm Tân Hưng là 2,12 m, tại trạm Vĩnh Hưng là 2,08 m. Và 2,61 m là mực nước cao nhất được dự báo ở trạm Hương Điền B. Trong khi đó thì tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn đạt mức là 1,91 m. Còn đối với khu vực phía Nam thì mực nước lên theo chiều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 1,16 m, còn ở trạm Bến Lức là 1,33 m. Trong ngày có một lần xuất hiện đỉnh chiều với khoảng thời gian từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Tiếp theo xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An thì trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi áp cao lạnh lục địa lệch đông, rãnh áp thấp có trục qua Trung Nam Trung Bộ nối với cơn bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng thấp. Gió đổi hướng có cường độ yếu đến trung bình. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ được dự báo đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mai trời nắng, đến chiều tối mai sẽ có mưa rào nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ thấp nhất ở đây là từ 24 đến 26 độ. Phía bắc miền đông có nơi dưới 24 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ và cũng có nơi là trên 34 độ. Gió tây bắc đến tây nam cấp 2, cấp 3. Còn đến với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này được dự báo là đêm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày mai trời nắng, đến chiều tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông quý vị cũng cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc và sét. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 34 độ và có gió tây bắc đến tây nam cấp 2 cấp 3. Và cuối bản tin như thường lệ là thông tin nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên cả nước. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho bản tin.